Đấy. Rất là nhiều hoàn cảnh cũng là con người của chúng ta thôi, nhưng mà lại không có thể được sống như một con người bình thường. Rất là khổ luôn. Một ngôi nhà mà êm ấm, sum họp, nhưng mà vì một cái biến cố đã làm cho tan nát hết cửa nhà. Đây, cái ngôi nhà mà có người bị treo cổ trong đó này. Nhưng mà tôi để ý thấy bên này này, có một cái nghiền nghiền ngô đúng không em? Cái này là cái nghiền ngô này. Đây, em đi gần đây cho mọi người xem này. Cái nghiền ngô của người Mông này. Nhưng mà ui, ngày hôm nay thì con đi lên đây, con cũng biết được hoàn cảnh của gia đình nhà mình ấy. Đây thì con cũng có một chút cái gọi là phần quà nhỏ gửi tặng cho bà. Quý khán giả thân mến, ngày hôm nay thì Tú đang có mặt tại xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ngày hôm nay thì Tú đang đứng trên một cái công trường làm đường cũng khá là dang dở. Đường bê tông thì mới chỉ làm được đến chỗ này thôi, mà ở trên kia thì cũng đang còn một đoạn khá là dài nữa. Thì bây giờ xin mời quý vị hãy theo Tú là chúng ta đi lên trên này để xem công trường này là công trường gì, cũng như là thăm một vài hộ gia đình biệt lập ở trên cuối con đường này nhá. Ngày hôm nay thì thời tiết ở Hà Giang nắng mưa khá là thất thường mọi người ạ, nên là cũng lựa lựa thời tiết nó đỡ mưa một tí để có thể đi lên đây để quay cho mọi người xem những clip về những ngôi nhà biệt lập ở trên này. Thì hôm nay đi qua xã Cá Chư Phìn, Tú có bắt gặp một cái công trường đang dang dở. Mọi người ở đây thì cũng làm đường được một đoạn khá là dài rồi. Đây, những cái hòn đá, tảng đá rất là lớn được mọi người phá ra để làm những nguyên vật liệu để làm đường ấy. Bên này chắc là xi rất là nhiều. Không biết là do như thế nào nhưng mà mọi người lại đang tạm hoãn, đang bỏ dở cái công trình này. Hoặc có thể là ngày hôm nay mọi người nghỉ để làm việc thu hoạch ngô gì đó, bởi vì là dạo gần đây thì cũng đã đến mùa thu hoạch ngô rồi. Nên là tất cả mọi người sẽ tập trung để thu hoạch ngô trước, sau đó là mới tiếp tục là quay trở lại những công việc làm đường như thế này. Ở đây là có chắc là cái máy nghiền đá. Đúng rồi, cái máy nghiền đá. Cái máy nghiền đá của bà con. Bây giờ chắc phải đi qua thôi. Đi qua mới có thể lên được cái nhà ở trên đỉnh trên kia. Vẫn còn những cái đống đá vẫn còn đang dang dở như thế này thôi. Đi lên trên này thì cũng khá là đau chân nha, mặc dù là đi giày rồi đấy. Mọi người có thể nhìn thấy được ở phía bên này thì có một cái view vô cùng là đẹp luôn. Dưới này có một cái bản nhỏ nhỏ này, nhỏ nhỏ xinh xinh này. Có một vài đứa trẻ con đang chơi, không biết là đang đập gõ cái gì dưới kia kìa. Đó. Và phóng tầm mắt ra xa thì chúng ta có thể nhìn được thấy bao quát những cái ngọn núi đá trùng trùng điệp điệp vô cùng là đẹp như thế này. Bây giờ thì xin mời mọi người lại tiếp tục đồng hành cùng Tú. Chúng ta di chuyển lên phía trên này. Khu vực này thì chắc là cũng mới phá ra nổ mìn để phá những cái hòn đá này đi thôi. Gọi là để kè đá này, rồi là san phẳng nó ra, rồi sau đó mới đến công đoạn là đổ bê tông lên. Cái quá trình làm đường của bà con ở trên này thì cũng khá là gian truân và vất vả. Vừa nãy thì Tú có đi một đoạn ở dưới kia lên đây. Cái đường đi rất là khó khăn luôn. Cua thì cua gấp ống tay áo. Đường này mà vào mùa mưa nó có rêu lên ấy thì sẽ tạo thành một cái thử thách đối với những người có tay lái chưa được cứng lắm, và cái tinh thần gọi là thử thách những người tinh thần thép mới có thể đi qua được.
đây mới chỉ là cái bước gọi là giải đá vào thôi, giải những cái viên đá vào để tạo thành hình thù của một con đường đã, sau đó mới cho bê tông các thứ vào. Ở phía trên này thì tôi có nghe thấy tiếng chặt cây của một bác hay một cô nào đó ở trên này. Thì bây giờ sẽ lên đó để xem người ta đang làm cái gì. Mấy chỗ này thì cũng mới phá đá ra thôi, để làm thôi. Này, mọi người có thể nhìn thấy những cái bồn đá này, trắng phau luôn. Những cái bồn đá này. Đoạn đường đi thì còn khá là dài á. Và để có thể làm được hết con đường này thì tôi nghĩ là cũng phải mất tầm vài tháng nữa. Nhanh thì cuối năm sẽ hoàn thành được con đường. Còn không thì phải đợi đến sang năm, bởi vì bây giờ là cũng cuối tháng 7 rồi, đầu tháng 8 rồi. Còn vài tháng nữa là hết năm. Chỗ này thì chưa gì luôn. Mới có chỉ dùng sức người để dùng xẻng, cuốc xẻng, các thứ như công cụ để tạo thành cái hình hài của một cái đường, nó trông nó rõ ràng hơn thôi. Chứ còn chưa thể làm thành đường bê tông được. Vẫn còn một chặng đường khá là dài. Này, hiện nay thì bây giờ tôi đang nhìn thấy có một anh, chào anh nhá. Anh đang đập đá. Đập đá làm đường à anh? Ồ, đường mới đến đây là hết rồi anh nhỉ? Anh tên là gì ạ? Giàng. Anh Giàng. Vâng. Anh cho em hỏi là thôn của mình ấy, thì là tên là gì ạ? Số Dì Chợ Vàng. Dì? Dì Chợ Vàng. Dì Chợ Vàng. Dì Chợ Vàng à? Thôn Dì Chợ Vàng. Thế cái đường này ấy, thì tại sao hôm nay mọi người lại không đi làm ạ? Nghỉ ạ? À, hôm nay nghỉ là để thu hoạch ngô hay để làm gì hả anh? Thu ngô. À, để thu ngô đúng không? Đấy thì phán đoán của tôi thì cũng khá là chính xác khi mà biết được rằng mọi người nghỉ là để thu ngô, mùa này là đang thu ngô anh nhỉ? Thế ngày hôm nay là anh ở đây đập đá một mình à? Xe anh để dưới kia đúng không? À, là nên đập đá một mình. Anh làm được nhiều chưa ạ? Chưa. Chưa làm được nhiều à? Thế đá này là mình sẽ cậy ra từ cái này, cậy ra từ núi để đập. Máy khoan. Về máy khoan đúng không ạ? À, thế cái đường này thì mình làm được khoảng bao nhiêu lâu rồi thì mới được đến chỗ đoạn kia hả anh? Làm 3 tháng rồi. 3 tháng rồi đúng không ạ? Em thấy là vẫn chắc là được nửa đường nhỉ? Được nửa rồi. Được nửa rồi đúng không? Thế chắc tầm phải khoảng 3 tháng nữa, 3-4 tháng nữa thì mới xong được nhỉ? 3-4 tháng nữa. Vâng, đấy, cũng phải từ giờ đến cuối năm đúng không? Đúng rồi. Thế cái đường này là nhà nước hỗ trợ làm hay là... Cái này là nhà nước hỗ trợ. Nhà nước hỗ trợ đúng không ạ? Nhà nước hỗ trợ làm. Đường thì dự tính là sẽ làm đến chỗ này thôi hay là làm đến chỗ này thôi. À, làm đến chỗ này là kịch rồi ạ. À, thế là ở trên này là còn mấy hộ gia đình ở trên này nữa? Có 2 hộ, 3 hộ. 3 hộ nữa? Đâu, đi đường nào hả anh? Đi được kia về xa. Có xa không anh? Có xa. À, xa. Xa. À, là không có đường đi nữa? Có rồi. Có đường đi, đường có nhỏ đi, à? Đi đường bé. Gọi là 3 hộ biệt lập trên đấy đúng không ạ? Đúng. À, đi tầm khoảng bao lâu thì tới anh? À, đến 30 phút. 30 phút nữa tới đúng không? Rồi, ok. Anh Giàng. Anh Giàng. Thế anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? 30. Anh 30 tuổi rồi. Sao nói nhỏ nhẹ đấy. Thế, mới đập được một ít từng này thôi anh. Từ này. Từ ra. Vâng. Đấy thì ở đây thì thôn của mình ấy thì có tổng cộng bao nhiêu hộ hả anh? Là hết 8 mấy hộ. À, 8 mấy hộ thì cũng đông đúng không? Đúng. Mỗi người, mỗi nhà một người ra đây để làm đúng không? Rồi, cái này không ai hỗ trợ đâu. Không ai hỗ trợ? À, mình tự làm. Mình tự làm thôi à? Tự làm đúng không? Nhà anh là ở dưới đúng không? Đây. À, nhà anh đây luôn ạ? À? Vâng. À, thế là xe máy của anh ở dưới kia? Xe máy kia không phải của hộ đâu. À, không phải của anh à? Vâng. À, nhà anh đây đúng không? Đúng rồi. Hay là em vào nhà anh chơi nhá. Đi. Được không? Được. Đi, đi vào nhà anh Giàng chơi đi.
Đi, xin mời quý vị đi chúng ta cùng vào nhà anh Giàng để xem nhà anh ấy như thế nào. Nhà mình có mấy cháu rồi ạ? Hai cháu ạ? Hai cháu đâu? Ở nhà không? Có ở nhà. Thế là nhà mình ở đây là mình cứ tranh thủ ra đây để làm được ít nào hay ít đấy thôi nhỉ? Ở xa trên này thế mà vẫn vận chuyển được những cái hòn gạch ép này lên đây để xây được nhà. Đúng không? Bánh xây. Đây, nhà của anh Giàng này. Mọi người ở nhà đi đâu hết rồi anh? Đi giặt quần áo á? Giặt quần áo thì giặt ở tận đâu ạ? Có phải xuống sông Nho Quế giặt không hay là... À, ra kia giặt thôi đúng không? Để em đi tham quan một tí nhá. Để em ra đây xem nào. Đâu các cháu nhà mình đâu hết rồi. Đây, nhà của anh Giàng đây thì cũng như thế này thôi. Còn ở trên kia không biết là có hộ gia đình nữa kìa. Ừ. Trên này có người ấy nhỉ. Ồ, ở đây có con cún này. Cún. Đấy. Em cún bắt đầu nhìn thấy mình bắt đầu là anh ơi, cho em hỏi là nhà trên kia kìa. Thì đấy là nhà ai ạ? Nhà bố em ạ. À, nhà bố anh ạ. Nhà ông đúng không? Thế ông ở trên đấy là ở cùng ai anh? Thế là cùng anh không biết nói chuyện. Không biết á? Vâng. Tức là ông ở trên đấy một mình hay ở cùng ai ấy? Có nhiều. Có nhiều. Vâng. Không biết anh có hiểu ý của tôi không? Ông có ở nhà không ạ? Có ở nhà không? Và người tí em đi thăm. Ô, bên này là có trẻ con. Có bên này là em trai. Bên này là nhà của ai ạ? Nhà của em trai. Em trai anh đúng không? À, nhà em trai. Có trẻ con đang khóc trong đấy à? Vừa đẻ hay là lâu? Lâu rồi đúng không? Lâu. À, thế để vào đây chơi cái nhỉ. Bây giờ xin mời quý vị các bạn chúng ta hãy cùng di chuyển vào ngôi nhà là em trai của anh Giàng đúng không? Em trai anh Giàng có một chú chó ấy. Ở trong này có ai không anh? Có mấy đứa trẻ con thôi à? Mấy đứa đang khóc này. Xin chào. Ôi, một ngôi nhà được làm từ tre. Có cái cổng này, cổng nhỏ xinh xinh. Đi, xin mời mọi người. Ở đây có con chim này, đẹp chưa? Nào, đứa nào đang khóc đây? Nín nha anh nào. Có một con chim đẹp chưa mọi người ơi, nhìn này, chim đẹp quá. Con này chim khuyên hay sao ấy? Chim khuyên khá là đẹp. Xin chào, đâu rồi, đứa nào đang khóc đây? Đứa nào đang khóc đây? Chào chị nhá. Chào chị. Con nhỏ đang khóc à? Nào, nín nhanh này. Ngoan nào. Đâu? Đây, chú cho kẹo nhanh lên, đi ra đây. Có mấy em nhỏ ở đây này. Đâu rồi, đi ra đây. Nhanh lên, chú cho kẹo này. Nào, ra đây. Đấy, đấy. Ra chú cho kẹo này. Này. Ngại à? Đây, xô xanh chưa? Xô xanh. Nín nhá, ngoan nhá. Kìa, rơi kẹo kìa. Rơi kẹo kìa. Chị ở nhà một mình ạ? À? Hay ở nhà với ai? Có ba mẹ con ở nhà. Rồi, bây giờ thì chắc là mình sẽ đi lên nhà của bố của anh Giàng đi. Đây. Có một chị ở nhà để chăm con thôi. Giờ là em muốn đi lên nhà kia ấy, thì đi đường nào hả anh? Đi đường này à? Anh có đi không? Không đi à? Thế thì em lên lấy chơi lúc nhá. Vâng, vâng.
Bây giờ thì tôi sẽ lên thăm nhà bố của anh Giàng. Tôi thấy trên này thì cũng có vài ngôi nhà kiểu biệt lập như thế này thôi. Cho nên là anh Giàng anh cũng rất là mong muốn có một con đường bê tông để có thể đi lại thuận tiện dễ dàng hơn. Thế nên là anh đã một mình anh vẫn làm luôn. Ở nhà không có việc gì làm, thế là đi ra kia để đập đá, để cũng góp một phần sức lực của mình vào đấy để làm con đường bê tông. Chào bà nhá. Chào bà. Em Caramel bảo bà xin phép cho anh vào nhà chơi đi. Bà chắc là không biết tiếng ấy rồi, không biết tiếng Kinh rồi nhỉ. Em bảo đi. Cứ nói đi bà. Đây. Xin mời quý vị ạ. À, như chúng ta có thể nhìn thấy được ngôi nhà của bà thì nền đất này. Đây, nền đất hoàn toàn luôn. Gồ ghề như thế này. Kìa, có ai đang ngủ kìa, ông hay sao kìa? Ông đang ngủ hay là ông đâu nhỉ? Đây à? Đây cũng có người ngủ này. À, say rượu à? À. Chào thanh niên nhá. Con tên là gì? Mua. Mua đúng không? Mua bao nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi. 11 tuổi à? Thế con đi đâu về đấy? Đi chơi à? Cậu bé Mua có hai cái vòng. Đẹp chưa này? Này. Hai cái vòng, hai tay, hai cái luôn. Ăn kẹo, này chú cho kẹo này. Đâu, con vừa đi đâu về? Có bạn nào nữa không? Có. Không có à? Có mấy đứa nữa? Hai đứa à? Thế thì đi ra đây, gọi chúng nó ra đây, chú cho kẹo nhá. Đi ra đây để xem mọi người như thế nào. Ở trên này thì đám nhóc chơi đùa cũng khá là vui. Xin chào. Chào chị nhá. Chào chị. Chào em. Ờ, có một cô bé rất là xinh gái này. Em tên là gì? Bà. À, em bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi rồi á? À? Em còn đi học không? À, không đi học nữa. Học hết lớp 9 à? Không. À, không đi học á? À? Tại sao lại không đi học? À, tại sao lại không đi học? Nào ngồi đây để anh hỏi chuyện cái nào. Ơ. À, ngại à? Chạy à? Ngại chạy. Kìa, cậu ghé ra đây. Ra đây, chú cho kẹo này. Nhanh đi. À, cô bé vừa nãy là chị của con đúng không? Không phải á? À? À, chị của cậu này à? Nào, hai đứa đi ra đây xem nào. Đứng ra đây chú xem nào. Ngoan. Hai thanh niên này còn đi học không? Ừ, em xin chú. Được. Thế là nhà thanh niên này ở đây đúng không? À, là em của anh Giàng hay là... Em của anh Giàng à? À, thế tức là bố mẹ đẻ thêm đấy nhỉ? Đẻ thêm đứa út đúng không? À, thế còn nhà cậu bé này ở đâu? Là con anh Giàng à? À, đây là cháu, đây là chú đúng không? À, chuẩn không? Chuẩn luôn đúng không? Đấy, hai chú cháu san san tuổi nhau. Hai thanh niên vẫn đi học chứ? Có đi học nữa không? Không á? Không đi học nữa? Có hay không nào? Có. Có đúng không? Thanh niên này có đi học không? Có. Có đúng không? À rồi, thanh niên này cũng có một cái vòng khá là xịn sò này. Quần sao lại không kéo khóa thế này? Hả? Không kéo khóa thế này là chim nó bay ra ngoài mất thì sao? À, không sợ chim bay à? À, không bay được đúng không? Hai thanh niên tóc kia ở trên kia cũng có một ngôi nhà kìa, khá là xa luôn. Nhà ở trên kia thì có ai không? Không, không có ai á? À, thế ngày xưa là có người ở đúng không? Có, đi làm thuê. Đi làm thuê hết rồi à? À rồi. Thế hai thanh niên đang chơi gì ở đây? Có gì chơi không? Có gì chơi không cho chú chơi nữa? À, không có gì chơi à? Thế cứ lang thang ở đây thôi. Lang thang chơi, lang thang chocobai chơi ở đây đúng không?
Đây, mọi người nhìn cái view này đẹp chưa? Đẹp không? Các con nhìn thấy có đẹp không? À, quá đẹp luôn nhỉ? Đấy, được sinh ra trên cái này, mảnh đất này tuy là nó khó khăn vất vả một tí thôi, nhưng mà đấy, mọi người nhìn này, mở mắt ra là có thể nhìn thấy một cái view vô cùng là đỉnh cao của thiên nhiên tạo hóa nữa, tạo ra được cái view như thế này, này. Trùng trùng điệp điệp những ngọn núi đá chồng lên nhau, rồi là tít xa xa mây trời trắng xóa đó. Rồi là hôm nào mà trời xanh nó đẹp, nó thơ mộng, rất là hút hồn con người của chúng ta khi mà chúng ta đặt chân tới cái mảnh đất này. Như mọi người có thể nhìn thấy được thì những cái ngôi nhà mà tôi vừa mới đi ở trên này ấy, có tầm khoảng 2 đến 3 ngôi nhà thì tất cả đều được làm từ gỗ và những cái thanh tre như thế này thôi. Riêng nhà của anh Giàng là một trường hợp đặc biệt, chắc là được hỗ trợ hoặc là nhà anh ấy cũng đi làm thuê kiếm được tiền, thế là xây được một cái ngôi nhà bằng gạch ép cũng khá là khang trang hơn so với những cái ngôi nhà trên này. Đây là nhà của bố mẹ của anh Giàng nhá. Ngay đây luôn có một cái hòn đá này. hòn đá mà nó ở gần người như thế này ấy, thì nhìn nó có vẻ là thân thiện hơn so với những cái hòn đá mà chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài đường hay là trên những cái núi đá, bởi vì cái độ sắc nhọn của nó ấy, dần dần nó lại tự hết nhá, không hiểu kiểu gì luôn. Tôi đã từng đi rất là nhiều những cái ngôi nhà mà có cả nguyên một cái hòn đá nó nằm ngay giữa nhà ấy. Đó, thì những cái hòn đá đấy trông có vẻ nó hiền hòa hơn, nó thân thuộc gần gũi hơn với con người. Nó không quá kiểu gai góc, sắc nhọn nữa. Đây, xin mời mọi người chúng ta lại quay trở lại ngôi nhà của bà. Bây giờ sẽ ngồi hỏi chuyện bà một lúc. Con chào bà nhá. Chào bà. Bà bao nhiêu tuổi rồi? Em phiên dịch cho anh nhá. Bà 60 tuổi à? Bà là mẹ của anh Giàng đúng không? Anh Giàng là con cả đúng không? Thế chồng bà là đang say rượu nằm ở đây đúng không ạ? Bị gì à? Không biết làm gì luôn á? Chỉ ở không. À, thế tức là đầu óc không được bình thường đúng không? À, đây, đi mọi người đi ra đây xem nào. Nhưng mà đây có phải là chồng của bà không? Con của bà. Em của anh Giàng. Em của anh Giàng à? Không biết nói gì cả. Đấy, nhìn này, em quay gần vào đây. Đấy, không biết, đấy. Kiểu chắc là đầu óc không được bình thường hay là như thế nào đó. Gần 30 tuổi. Gần 30 tuổi rồi. Không biết nói, chỉ biết là... Chắc là cũng không có vợ con gì đúng không? Đúng rồi. Kiểu như không làm được gì, chỉ biết ở nhà ăn ngủ thôi. Thế à? Ra ngoài ra dạo tí xong lại về rồi. Thế à? Cũng là một hoàn cảnh khá là đặc biệt, đáng thương. Có hứa là sao? Không phải sao? Gọi dậy không? Ừ, gọi anh ấy dậy đi để xem nào. Ồ, đây à. Chào anh nhá. Đây, anh ấy đây. Người điên không được bình thường. Ừ.
Nằm ở nhà loanh quanh quanh đây thôi. Xấu hổ quá. Xấu hổ quá. Thì bà thế ta chơi mà giờ thế tôi cả mà nhói chả mà này bao bao một thêm mọi đó nó thêm thế chứ thế họ thế mà chỉ bao thật luôn thế à? Nó vẫn biết như kiểu là hơi xấu hổ nhưng mà vẫn thì bà cứ gọi nó phát tiêm đá nhìn bà gọi anh ấy dậy xem nào. Chào anh nhá, em chào anh. Có hứa này vừa ra sao đây anh đây sao chắc là anh ấy cũng không muốn dậy thôi. Thôi đấp đấp lại cho anh ấy. Chắc là anh ấy cũng... Không... Chào anh nhá. Anh không biết nói à? Đây anh đây. Ồ, nhìn đầu tóc bù xù cả luôn. Chắc là anh cũng không hiểu tiếng của tôi nên là cũng không thể nào khai thác được thêm những cái câu chuyện. Chào anh. Anh cười rất là tươi luôn. Kia là cậu Caramel của tôi đang nói chuyện với cả bà. Em khai thác được những thông tin gì rồi? À, biết thêm được những thông tin gì chưa? Đâu, em nói cho anh nghe đi sao? Gọi chỉ biết nghe thôi. Không biết nói chuyện từ nhỏ. À. 30 năm rồi. 30 năm rồi, không biết nói chuyện gì. Thế đi, đi ra ngoài này đấy, đi ra ngoài này để xem anh ấy đang làm gì đây. Anh ấy đi đâu đây? Đây, anh ấy lại ra đây ngồi rồi này. Em thử hỏi đi, thử hỏi anh ấy đi, xem anh ấy có nghe thấy không. Gọi anh ơi đi. Không biết nghe đâu à? À, đây, cũng là một hoàn cảnh vô cùng là đáng thương. Như thế này thì cũng sẽ sống cả đời như thế này luôn. Không biết bao giờ mới có thể hết cái kiếp người này để đầu thai thành kiếp khác. Cũng rất là vất vả, khổ sở. Đấy. Rất là nhiều hoàn cảnh cũng là con người của chúng ta thôi. Nhưng mà lại không có thể được sống như một con người bình thường. Rất là khổ luôn. Tóc anh ấy bạc hết rồi này. Mới có ba mấy tuổi thôi nhưng mà mọi người nhìn tóc này. Tóc đã có sợi trắng, sợi đen mà sợi trắng với sợi đen nó lẫn vào nhau hết như thế này rồi. Đấy. Anh ấy tên là gì hả bà? Xin. Xì, anh Xì đúng không? Anh Xì tầm 30 tuổi đây. Nhưng mà kiểu đầu óc cũng không được bình thường. Có một chút vấn đề về thần kinh. Anh thì không vợ con gì cả. Lại còn sống trên một cái ngôi nhà biệt lập như thế này nữa. Anh ơi, anh không nghe thấy hay sao ấy? Không nghe thấy gì cả. Xấu hổ à? Thôi không trêu anh ấy nữa, không thì anh ấy lại nổi nóng lên, lại sợ phết. Bây giờ là anh em tôi rất là tò mò về cái ngôi nhà bên cạnh này. Tôi nghe nói rằng là ngôi nhà này đang bị bỏ hoang, thì để giờ hỏi bà xem nào cái nguyên do tại sao mà người ta lại bỏ hoang ở cái ngôi nhà này. Em hỏi đi, em hỏi bà đi. Là sao em?
mà nó lâu chú chả nó là đây chị qua chả nên chả nó sẽ là hại cho lớn nhau là à. Tôi một cô sợ hại cho lớn nhau không lớn nhau đâu tôi phải kêu không lớn tao phải nó không trong một trong một đại ý là trên nhà là người bố ừ. Là chắc cổ tư tử trên nhà thế là người bố á nhưng mà có phải là chồng của bà không không bố nhà bên này à hai nhà này khác nhau đúng không ừ khác nhau ừ. Kiểu là xong là con này con trai của ông này con dâu này anh em kiểu mấy anh em ấy ừ. Xong là mẹ ông nữa ừ. Hay hơi kiểu mất cha cổ tự mất rồi hay sợ nên là thế là bỏ đi xuống dưới đường cho đông dân à, cho nó đỡ sợ thế là tức là cha cổ chết sợ quá là mọi người bỏ đi hết đúng không ừ về ban đêm là hay sợ ừ. Kiểu trên này toàn ở trên đồi núi rồi à, ít dân nữa thế là thế bây giờ anh em mình đi lên nhà đấy để khám phá đây ừ. Đi em có sợ không 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 sợ đúng không được đi bây giờ anh em tôi là sẽ lên cái ngôi nhà mà nghe tin rằng có người treo cổ ở trên đó. Mà cái tin này nó sợ đến cái mức mà con cháu hay là vợ con của người treo cổ đó là sợ quá là chạy đi mất. Đây, cái ngôi nhà mà có người bị treo cổ ở trong đó này. Nhưng mà tôi để ý thấy bên này này, có một cái nghiền ngô đúng không em? Cái này là cái nghiền ngô này. Đây, em đi gần đây cho mọi người xem này. Cái nghiền ngô của người Mông này. Đấy. Nhưng mà ui dồi, ui dồi, ui. Ôi. Sập à? Nhà sắp sập rồi. Nhà sắp sập rồi. Đây, đây cái nghiền ngô của người Mông nên mọi người có thể nhìn thấy nhá. Nhưng mà tôi để ý thấy rằng tại sao lại vẫn có những cái hạt ngô vẫn còn ở đây, những cái bụi ngô này. Hoặc là nhà dưới này bà vẫn dùng. Bà vẫn đang dùng cái máy này để nghiền ngô. Chắc nhà cạnh nó ra đây dùng, với nhà cạnh không có cái máy xay ngô này. Đúng rồi, không có máy xay nên là ra đây để dùng. Rồi, bây giờ đi vào nhà này đi. Phải nhìn ở bên ngoài đã. Nhưng mà tôi để ý thấy là ở bên trong nhá, là vẫn có đầy đủ mọi thứ luôn. Hình như là vẫn có người sống ở trong này chứ, đúng không? Bà đây, bà đi cùng đi. Em bảo bà đi cùng lên đây. Sao rồi à? Cho đỡ sợ. Đây, bà đi vào trước đi. À, xin mời quý vị. Ô, ngôi nhà này này, em. Đây, nhìn này. Vẫn còn ấm chén, vẫn còn nguyên này. Phích nước này. Đây, phích đây vẫn dùng được này. Thế chứng tỏ là ngôi nhà này vẫn có người ở chứ không phải là không. Em hỏi bà đi, em hỏi bà xem có phải ngôi nhà này vẫn còn người ở không? Mà lại sao lại vẫn còn đầy đủ những cái thứ như thế này? Cái này mà trâu lò mà chỉ ta lò à, bé tuổi xài tổ ớt thì mới tuổi bắt ta thả lò lên, xài chỉ tuổi nhỏ à, nó bé na tỉnh ta chuẩn tao mà bé na tỉnh bé na không nhỉ mà, nó chỉ tuổi chỉ là nhà thì còn đứa con úp ừ. Là vẫn ở, vẫn ở à? Kiểu là 2-3 ngày sẽ về sống lần, à, kiểu đi làm rồi, đi làm rồi nhưng mà lâu lâu về nhà một lần đúng không? Thế là đồ đạc này là vẫn là của nhà này. Ừ. Còn bác này là hay coi nhà để sạc nhứ cái đèn pin mặt trời của nhà nước cho. À, rồi hiểu rồi. Thế em hỏi bà là ông chủ nhà này treo cổ ở vị trí nào? Em hỏi đi. Ồ, xin lỗi điện đài hoa tử. Xin lỗi, đã chọn như là, đã chọn thang này là. Ở trên gác của anh ạ. Ở trên này à? Đã tổ sản thân này à, cho tôi nhanh chẳng chạy một khi một tà. Không phải ở dưới đúng không? Ừ, ở trên sàn. Ở trên sàn trên này. Mà bác tổ tư điểm một tà đây, mà cho tôi nhanh chỉ lỡ đấy, bê thế xin nhau tôi chạy thế hồ. Sao đấy, bà bảo gì em? Kiểu là,
con cái con dâu là có 4, nhưng mà đều sợ sợ là chạy xuống đường ở hết rồi. Ừ, chạy xuống đường ở hết rồi. Ừ. Đây, đi ra đây có thể nhìn thấy ngôi nhà vẫn như một cái ngôi nhà người Mông bình thường thôi. Đầy đủ tất cả mọi thứ chứ không phải là ngôi nhà bỏ hoang như là cái lời đồn vừa nãy. Tức là vẫn có người, cái người con út ấy, vẫn về đây ở. Bây giờ tôi rất là tò mò ở trên này. Không biết là trên này có cái gì. Bây giờ tôi sẽ đi lên trên gác, quay cho mọi người xem là liệu chúng ta có... Cháu lên nhá. Cháu lên nhá. Lên bình thường à? Đây, mọi người nhìn cái cầu thang của người Mông này làm từ một cái khúc cây thôi và cắt ra thành những cái bậc thang như thế này này. Ồ, trên này có cái túi gì đây? Đây. Trên gác này thì nói chung là cũng chả có cái gì cả. Có một cái túi kia thì tôi không biết đây là cái gì. Thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Đi xuống đi. Sao rồi, em khai thác thêm được những câu chuyện gì không? Câu chuyện là bố mới bút mới xong là mẹ là đi theo con cả ở tích bên biên giới rồi. Ừ. Kiểu con cả nó đi lấy vợ xây nhà ở bên đấy. Ừ. Thế là người mẹ đi ở bên đấy. Ừ. Còn hai em, còn hai con trai là đi ở dưới đường. Ừ. Còn đúng em Úc là ở đây đi làm là tầm 3-4 hôm, thế là về ngủ một đêm đây. À. Thì lâu lâu sẽ về lần. Còn nhà này là, nhà bà này là thỉnh thoảng ra đây quét. Qua, thỉnh quét thoảng dọn qua đúng đây không? Ở. Ừ. Để nạp điện, năng điện mặt trời này. Ừ. Cái cậu út đấy là con trai con gái với cả bao nhiêu tuổi rồi? Em hỏi cho anh đi. Tôi là... tú giờ lớn nhất thứ nhất thì mấy tú là sống mấy tú cặp ra xem số tuổi mình xài thật đấy à 16 tuổi anh ạ. Con trai con gái? Con trai. Con trai 16 tuổi à? Mình về ngủ đây qua đêm. Một mình về ngủ đây qua đêm à? Ừ. Rồi, ok, thế là tôi cũng đã nắm được cái câu chuyện của cái ngôi nhà cũng vô cùng là đáng thương này. Một ngôi nhà mà êm ấm sum họp nhưng mà vì một cái biến cố đã làm cho tan nát hết cửa nhà đấy. Mở ra đây là một khoảng trời mới tươi sáng hoàn toàn so với ngôi nhà tăm tối và có phần lạnh lẽo ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy này, hình ảnh một cái ngôi nhà đơn sơ, tồi tàn và có một chút gì đấy lạnh lẽo. Mọi người có thể nhìn thấy này, ở đây là có dấu tay của mọi người, trẻ con ở đây này. Có ai chơi trên kia kìa? Làm gì đấy? Ở trên kia bọn trẻ con đang làm gì kìa? Sao, có những câu chuyện gì không em? Ý câu chuyện là cả cái làng này từ đầu làng dưới tích đưa đông dân dưới kia từ chỗ mình đi lên ấy, từ chỗ mình để xe đi lên là đều không có điện, đều không có điện, đều như nhau hết. Xong là lúc bắt đầu khai thác làm con đường đi lên trên này là
các bác các chú dưới kiểu là cũng làm YouTube ấy. Ừ. Ở dưới thành phố Hà Giang lên. Ừ. Thế là lên mua hỗ trợ cái đèn này cho mỗi nhà một cái. Ừ. À, và hỗ trợ xi măng để làm cái đường này đi qua cho người dân. À, thế là cũng có mấy anh em làm YouTube đúng không? Ừ. Lên đây hỗ trợ cho bà con trên này. Đúng rồi. Ừ. Đó. Đấy chính là cái câu chuyện mà về cái ngôi nhà hoang như thế này. Bảo là nhà hoang thì cũng không phải đúng không? Bởi vì là vẫn có người ở nhỉ. Ngày hôm nay thì con đi lên đây, con cũng biết được hoàn cảnh của gia đình nhà mình ấy. Đấy thì con cũng có một chút cái gọi là phần quà nhỏ người tặng cho bà. Đấy, trong những cái chuyến hành trình của Tú thì Tú rất là mong muốn tìm được những cái ngôi nhà nó xa xôi, thâm sâu cùng cốc như thế này để phần nào đó mình tiếp cận người ta và mình hiểu được cái cuộc sống của người Mông ở trên này, người ta sinh hoạt, người ta sinh sống ra sao. Và đặc biệt là mình có nghe nói là ở đây có một cô bé đó nhưng mà cô bé không đi học. Đấy, thì tức là cái khả năng nhận biết, khả năng tiếp thu hay là giao tiếp với xã hội bên ngoài đấy thì hoàn toàn là không có, không biết chữ và là không đi học. Đó, thì rất là vất vả như thế này. Đấy, thì ngày hôm nay thì con tới đây con cũng không có gì cả, con gửi tặng cho bà một phần quà nhỏ bà nhá. Em phiên dịch cho anh. Dạ em tôi mua mạng mua gì à? Con tôi chỉ mua chỉ bút lên trên cái lò là tiền đấy, khó xem mẹ già. Ủa mày nhịp bút lên trên lò, giờ như mày bút trên nữa. Dạ. Sao sáng à, mì tu à? Vâng ạ. Sao sáng à? Sao sáng mà mạng mất chưa? Đọc bỏ thế à? Vâng ạ. Sao sáng mà? Đấy. Sao sáng? Bà cảm ơn tôi. Đó đó thì clip thăm ngôi nhà biệt lập cũng như là để khám phá cái con đường vừa mới làm này của Tú ấy, thì cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thấy hay, mọi người có thể đăng ký kênh và chia sẻ tới cho thật nhiều người khác biết tới hơn nữa. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye. Rồi em tắt đi. Em tắt rồi.